Trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần lý thuyết. Mục số 1 các bạn sẽ tìm hiểu góc giữa hai mặt phẳng. Thì định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng như thế nào? Các bạn cùng chú ý này. Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. Đó. Để xác định góc giữa hai mặt phẳng, ta chỉ cần xác định góc giữa hai cái đường thẳng. Và góc giữa hai đường thẳng thì chúng ta biết rồi đúng không? Hai đường thẳng đấy có đặc điểm là lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng như này. Các bạn chú ý này, đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng alpha, đường thẳng B vuông góc với mặt phẳng beta, thì khi đó góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta thì chính là góc giữa hai đường thẳng A và B. Và chúng ta đã biết rồi, góc giữa hai đường thẳng là góc lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 90 độ. Như vậy góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta nhé, góc giữa hai mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta đó như này nhá, góc hai mặt phẳng này cũng là góc lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Chúng ta còn chú ý cái này nhá, đó để điều rất quan trọng các bạn cần lưu ý. Rồi chúng ta chú ý này này, nếu hai mặt phẳng song song hoặc là trùng nhau thì ta nói góc giữa hai mặt phẳng đó là bằng 0 độ. Ok rồi. Phần thứ hai này các bạn chú ý này, phương pháp để xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau, nếu nó song song và trùng nhau thì đơn giản rồi, bằng 0 độ nhé. Thì quan trọng chúng ta cần tìm hiểu phương pháp để xác định góc giữa hai cái mặt phẳng cắt nhau. Đó, hai mặt phẳng cắt nhau thì chúng ta sẽ có hai cách nhé. Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. Đó đấy, chúng ta nhắc lại cái định nghĩa thôi nhé. A vuông góc với alpha, B vuông góc với beta, thì góc giữa alpha và beta chính là góc giữa A và B. Đó. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng như này, bạn nhìn chú ý này. Đây người ta cho mặt phẳng P và mặt phẳng Q là hai mặt phẳng cắt nhau nhá. Thì đầu tiên các bạn sẽ tìm giao tuyến của hai mặt phẳng PQ. Giao tuyến của hai mặt phẳng chúng ta biết tìm rồi, rất đơn giản đúng không? Là cái đường thẳng chung của hai mặt phẳng. Tiếp theo ta sẽ tìm một cái mặt phẳng R sao cho cái đường thẳng C, đường giao tuyến đó là vuông góc với R. Đấy, đây, đây là mặt phẳng R. Mặt phẳng R này sẽ vuông góc với đường thẳng C. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta sẽ tìm cái đường thẳng A. Đường thẳng A này này là giao tuyến của mặt phẳng R với lại mặt phẳng P. Và B là giao tuyến của mặt phẳng R với lại mặt phẳng Q. Đây là B. Đó, nhìn thấy chưa? Đấy. Khi đó góc giữa P